được cuộc gọi của bé Duyên. Thì cùng bé Duyên đậu tô tên nhà hàng của anh Khánh Bình nha mọi người. Tới quán mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để coi cặp dê như thế nào kìa. Đi em. Hello Nga. Em lên đây sớm chưa? Lên sớm rồi. Anh là người đến sau. Chung là họ mới biết về mình thôi, nhưng mà hôm nay họ tò mò, thì nói chung khách hôm nay họ tò mò xuống rất là nhiều. Mình những người khách chủ yếu ở đây là như là người ta từ bên Sài Gòn qua, chứ đâu phải là không được, có người bản địa người ta vô đây không? Người bản địa thì nói chung cũng được 30% hôm nay. Và đối với dân Sài Gòn mình xuống Sài Gòn mình qua nhiều. Tại cái đây là cái mô hình giải trí câu tôm. Giải trí câu tôm. Đa số thì ở bên Sài Gòn câu tôm thì hồi trước họ đi ra ngoài Thanh Đa họ câu. Nhưng mà ở ngoài khu Thanh Đa thì từ Sài Gòn mà ra Thanh Đa cái thời gian rất là xa, với lại nó kẹt xe rất là nhiều. Bởi vì hôm nay nhiều người mà nghe mà bên mình mà làm được cái câu tôm bên này rồi á thì họ rất là phấn khởi. Và sáng nay có mấy người họ điện thoại họ đặt chỗ đồ này kia cũng rất là nhiều, tại họ thấy rất là gần. Qua cái phà Bình Khánh khoảng đúng ra là 3 cây 9 trong 1-4 cây, 3 cây 9 là tới mình. Bên mình là đặc biệt không những hồ câu tôm, nhưng mà bên mình là nhập một số chòi ở bên Hàn Quốc về. Cái chòi này là nói chung là bên Hàn Quốc, mấy bạn coi phim mấy bạn cũng biết rồi, mưa gió bão bùng gì thì cũng không quan trọng, máy lạnh đồ xài cũng bình thường, không thoát hơi, không này không kia, không, nếu mà ở ngoài không khí lạnh thì không có lạnh vô, mà ở ngoài nóng vô thì ở trong mình mở máy lạnh cũng không gì. Mời các bạn tham quan cái dạng trò biết của mình. Mời mấy bạn. Lên luôn hả? Đây là khách mới trong trời ra, bây giờ tính tiền đi về. Quán sao? Quán sao? Cảm nhận sao? Ok, số 1. Quán số 1. Ok. Để full màn hình luôn. Vui vẻ nữa, vui vẻ. Khởi giá tiền là ngon rồi. Chưa nói cậu nói rồi, nói trả tiền hả? Anh từ đâu qua? Anh từ bên đâu qua? Quận 5 qua. Anh qua đây được mấy lần rồi? Mới khai trương mà. Mấy khai trương qua đây rồi. Đúng rồi. Bữa nay là mới khai trương qua đây một lần. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên. Okay. Nhưng mà ok, quán ok. Rất là thân nhã, rất là vui vẻ. Phục vụ ok. Nói chung là rất là thoải mái. Rất là thoải mái luôn. Phục vụ như ở đây nhân viên phục vụ như thế nào? Rất là ok em. Dạ em. Trong quán của anh. Thì hôm nay đó là em được anh Khánh Bình mời đến là giải trí và ăn uống phải không? Dạ. Thấy mình thấy khi mình vô giải trí thì thấy vui không? Vui lắm. Hồi nãy giờ em có câu chưa? Dạ chưa, mà thấy câu vui lắm. Nãy giờ em câu rồi, em câu được nãy giờ mấy con người ta, 5 con rồi đó. 5 con hả? Hay vậy? Biết mấy rồi. Rồi, cũng hay quá. Hôm nay là hai người là trời mưa nên bây giờ không bán được đúng không? Hôm nay trời mưa em có bán rồi, anh Khánh Bình gọi mời tới. Rồi sẵn anh Khánh Bình anh gọi mình đi câu cá giải trí, nói chung là đi nguyên một gia đình. Dạ. Tại từ trước giờ khi mà mình trước khi mình buôn bán đến giờ thì mình đâu có dịp mình đi đâu đúng không? Dạ. Thì bây giờ nói chung là buôn bán có cải thiện một chút về kinh tế thì mình muốn lâu lâu mình muốn xả chét để giải trí đúng không? Gia đình em đi câu tôm rồi nè, giải trí rồi cho nó thoải mái một chút. Nói chung là cực nhọc cũng lâu rồi đó. Cực nhọc cũng lâu, bây giờ đi giải trí một bữa cho nó đã đúng không? Ừ. Có chị Hai rồi luôn phải không? Có đầy đủ gia đình. Chị Hai, mẹ và anh Hùng đây nè. Dạ. Cùng gia đình đi các bạn. Thì bây giờ mình vô
À, anh Khánh là Khánh Bình đã kêu món sẵn rồi. Bây giờ tới giờ mình vô ăn nha các bạn. Được rồi, để Duyên với Nga vô ăn. Đây mọi người, đây là anh Khánh Bình anh chuẩn bị sẵn cho bé Duyên. Thì ở đây có hớ cảo, chả giò sải sản mọi người. Đó, và đây là gia đình của bé Duyên và bé Nga mọi người ơi. Đây. Thì hôm nay là anh Khánh Bình khai trương buổi thứ hai. Thì anh đã có gọi cho bé Duyên đến để ăn thử, cũng như là mời có lời mời để cho bé Duyên ăn uống ở đây một lần và trải nghiệm cao tôm như thế nào mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay bé Duyên cao tôm mọi người ơi. Duyên ơi, cảm giác em câu như thế nào Duyên? Trời ơi. Trời ơi. Câu chưa mà dài dòng câu giỏi. Chưa, mới câu lần đầu nè. Vậy là cũng là một cây sắc thủ đó nha. Hồi nãy giờ câu được nhiêu con à? Em câu được 5 6 con rồi đó. 5 6 con vừa bự luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ lại lấy cái con tí sữa xíu mình sẽ quay con cái tôm của Duyên con nha. Nó cắn câu nó giống như cá vậy em. Em cũng biết nữa, mấy anh chị em là nói khi nào cái đó nó lúng xuống á, cái phao nó lúng xuống là nó sẽ ăn. À, phải lúng cái phao xuống. Nãy giờ câu được 5 con rồi hả? 5 6 con rồi đó. 5 6 con luôn rồi. Dạ. Con tôm này con tôm gì ta? Tôm càng xanh anh. Tôm càng xanh. Dạ. Dạ em không có câu nhưng mà đi theo coi mấy cậu của em câu. Khi em có câu hôm nay hồi đó giờ chưa câu, hôm nay câu lỡ đó. Nãy câu giờ còn con à, nó rồi. Sắp ăn rồi nè, giờ nó đang rung sắp ăn rồi. Con tôm này một con cũng cá lạng á, một ký chắc cỡ 10 con 11 12 con rồi đó. Không dễ câu mà. Nãy giờ em câu em được nhiều bài à. Trời đồ ăn quá trời. Em muốn câu thêm 1 tiếng nữa. Ok, em muốn câu thoải mái luôn. Muốn câu 10 tiếng anh mua 10 tiếng em câu. Ok. Mọi người ơi, bây giờ em đã nắm được cái điểm yếu của BB rồi nha mọi người. Đi, đi vô ăn nhé. Đi, đi vô ăn. Đi vô các bạn. Vô nhưng mà em cũng quên nữa rồi. Ngon đó hả? Ủa đang sống ăn được luôn hả? Sống mất mới vàng được. Chọc tao rồi. Mọi người cái này mình ăn dưa leo cũng được nha mọi người. À, à dưa leo được. Bây giờ mình thử thách mình ăn trái ớt đi. Hả? Không mọi người, mình ăn được trái ớt nha mọi người. Nè thấy chưa mọi người? Cái này là mình đút vào họng mình à. Ủa cắn ở giữa được luôn hả? Không sao đâu. Bây giờ tôi có trái ớt không à? Chứ ăn đi mấy anh, ăn đều hết. Ok. Thôi dính quá à. Chưa câu lần nào hả? Chưa. Tại mình không biết câu ấy, chứ con Duyên nãy giờ câu dính quá trời kìa. Nãy giờ Duyên câu dính không? Duyên là cũng là sát thủ á nha. Sát thủ rồi nãy giờ câu dính sốt luôn hả? Qua ngồi ăn đi. Qua ngồi. Ăn đi. Ăn đi ngồi. Bình thường đi tí rồi mình câu. Kìa, cô ngồi bên chú kìa. Hùng thích bản cho Duyên ngồi cái phút rồi Hùng. Để cho mình ăn một tí xíu rồi mình câu tôm mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Để coi giờ Thánh Súng ăn review cái con ốc đá. Mọi người ơi, mình đang ăn con ốc đá nha mọi người, và mỏ họng nè. Ê BB đứng phía sau BB.
rồi mình nhai rồi xong rồi nha mọi người. Rồi sao? Rồi nhát sao? Trời chưa nhai nữa. Hả? Chưa gì hết trơn mà. Lúc chậm luôn chứ chưa nhai. Nhai cho được. Chết dai. Anh biết còn sống mày sao? Không phải dai chứ. Không giòn chứ mọi người không nha. Giòn ngon ngon. Ngon. Nói chung món ăn đây ngon lắm. Không dai đâu, không dễ gì hết. Đây cũng ngon. Đây, kêu ra món nào rồi hết món đó nha mọi người. Gọi là không có dai đâu nha mọi người, ốc không giòn không ngon mà gai dĩa nào hết vậy đâu. Nè đây anh Huân anh ăn thử đi. Anh mới ăn rồi. Anh Huân hồi nãy giờ anh ăn dữ mọi người ơi. Anh ăn nè, anh để nhanh thấy rồi. Ăn giúp cho Phúc ăn kem. Anh em mình tình thương mến thương nè. Đút kem ăn đi. Tình thương mến thương nè. Mông 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 mông. Thấy ghê quá, nổi là gà hết trơn. Ngon mà ốc này giòn mà đâu dai. Ngon, ốc này ngon. Con này rất vui lắm mọi người ơi. Bà bầu kén ăn quá. Bà bầu không? Không, không có ăn ốc. Đúng rồi, bà bầu đừng ăn ốc. À, bà bầu không ăn ốc được. Ăn ốc mà. Nó hút cho tôi ăn. Em quên thì cũng có bầu nữa chứ nhờ. Cái gì mà không được là nó hút cho tôi ăn hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ quay sơ về không gian trong quán nha mọi người. Nếu mọi người thấy video mình hay mọi người hãy like đăng ký kênh. Để mình có thể làm nhiều video hay tiếp theo. Bye bye mọi người.